mạch nước tuôn trào sự sống. Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần. Nước là yếu tố thiết yếu cho sự sống. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Ở đâu không có nước, sự sống không thể tồn tại. Trong cơ thể con người, nước chiếm chừng 70% khối lượng toàn thân. Con người có thể nhịn ăn cả tháng không chết, nhưng không thể nhịn khát quá 5 ngày. Khi các nhà khoa học phát hiện có nước trên sao Hỏa, người ta có quyền hy vọng rằng mai đây con người có thể sống được trên đó. Sa mạc Negev cực kỳ khô cằn nóng cháy, không một loài cây cỏ nào mọc được. Nhưng từ khi người Do Thái đưa nước ngọt từ biển hồ Galilee về tới đây, thì sa mạc nóng cháy này trở thành những trang trại trù phú và những vườn cam danh tiếng, cung cấp vô vàn quả cam ngon ngọt cho thị trường khắp nơi. Chúa Thánh Thần là mạch nước hằng sống phát xuất từ Chúa Giêsu. Hôm ấy, vào dịp lễ lều của người Do Thái, sau khi vị tư tế cùng dân chúng kiệu một bình bằng vàng đựng đầy nước lấy từ hồ Siloác về đền thờ Jerusalem nhằm tôn vinh sự kiện xưa kia Thiên Chúa đã cho nước từ tảng đá chảy ra cho dân Israel trong hoang địa khỏi chết khát. Và đang khi dân chúng tưng bừng phất cao các cành lá, đồng thanh cất cao những khúc ca cảm tạ Thiên Chúa đã ban nguồn nước nuôi sống cha ông họ, thì bấy giờ Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Và khi nói chuyện với người phụ nữ Samari bên giếng Gia-cốp, Chúa Giêsu cũng tỏ cho bà biết rằng ai uống các nguồn nước tự nhiên sẽ còn khát mãi. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Nguồn nước thiêng liêng mà Chúa Giêsu hứa ban cho người Do Thái trong ngày lễ lều hay cho người phụ nữ Samari chính là Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống. Qua hiến chế tín lý về giáo hội số 4, Công đồng Vatican II đã xác nhận điều này. Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, là mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Nước thấm nhập vào các loài hoa, giúp chúng trổ sinh những bông hoa muôn màu muôn sắc rất tuyệt vời. Nước thấm nhập vào các loài cây ăn trái, giúp chúng cung ứng cho đời muôn vàn trái cây ngon ngọt với những hương vị khác nhau. Nước thấm nhập vào đất đai, khiến đất cằn khô trở nên vườn cây tươi tốt. Thì Chúa Thánh Thần thấm nhập đến đâu cũng làm trổ sinh hoa trái thiêng liêng cách diệu kỳ đến đó. Chúng ta hãy lắng nghe Thánh Cyrilô, giám mục Jerusalem,
nhận định về những hoa trái do ơn Thánh Thần mang lại. Như cây khô đâm chồi nảy lộc sau khi hút nước, thì linh hồn tội lỗi biết sám hối và được ơn Thánh Thần cũng sinh hoa kết trái công chính như vậy. Thật vậy, Thánh Thần dùng miệng người này để giảng sự khôn ngoan, lấy lời ngôn sứ mà soi trí người kia, ban cho kẻ này quyền xua trừ ma quỷ, cho kẻ kia ơn giải thích thánh kinh, thêm sức cho kẻ này sống tiết độ, dạy cho người kia biết thương người, cho người này biết ăn chay và sống đời khổ hạnh, cho người kia biết khinh chê những thú vui thể xác, cho kẻ khác nữa ơn tử đạo. Hiệu quả Chúa Thánh Thần mang lại cho những ai đón nhận thật phong phú và tốt đẹp biết bao. Vậy chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để uống cho no thỏa Chúa Thánh Thần, để nhờ đó cuộc đời chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu, đất màu không có nước sẽ biến thành sa mạc hoang vu. Đồng lúa, vườn cây không có nước sẽ bị khô cháy. Tương tự như thế, nếu tâm hồn chúng con thiếu vắng Chúa Thánh Thần, sẽ trở nên khô cằn, băng giá. Xin thương ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để nhờ ơn Ngài soi sáng, chúng con được hiểu biết, yêu mến Chúa và trổ sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng.